Chào các bạn thân mến. Sau khi viếng phủ thờ ông bà xong, thì chúng tôi di chuyển đến một quán cơm chay để ăn cơm trưa và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay. Thì khi đến quán cơm chay, thì mình thấy đây là một quán cơm rất là khá là đặc biệt nha các bạn. Phục vụ cơm chay nước luôn, miễn phí. Cho bà con nào đến đây viếng phủ thờ ông bà cũng như là đi thả cá thì được biết hàng tháng ở đây có tổ chức thả cá phóng sanh ở bến phà Thuận Giang thuộc xã Kiến An, chợ mới An Giang đó. Và khi đến đây thì mình được biết chú Bảy Vớt và nghe thông tin từ chú thì mình được biết thêm là nhà chú không chỉ là mở cái quán cơm chay thiện nguyện này mà còn cơ sở đóng khung nhôm, mà ở đây không phải đóng khung nhôm tranh để bán nha các bạn, mà ở đây là nhà chú là đóng khung khung nhôm, đóng khung Phật đó các bạn. Thì đóng khung hình Phật Huỳnh Phú Sổ để mà cung cấp cho Phật tử đạo giáo Hòa Hảo thỉnh về để thờ phượng trong gia đình đó. Và sau đây mời các bạn đến cơ sở nhà của chú Bảy Vớt nha. Đây, đi trực tiếp nghe thơm vô cùng luôn các bạn ơi, nghe mùi chao mùi thắm chai mùi cơm trắng đó. Rau luộc rau sống chưa ngon quá các bạn ơi. Rồi mời các bạn dùng cơm trưa nha, dùng một bữa chay thật là ngon lành luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Tưởng vọng nhớ cũ Phật hiền như sớm ăn tối cơm mới bữa màu. Đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quan Âm Phật Đài nha. Đây là phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nha các bạn. Đây là đoàn vía Bồ Tát Quan Âm, Quan Thế Âm ở Bạc Liêu và chụp lại tấm ảnh lưu niệm. Đẹp quá. Kỷ niệm ngày 18 tháng 9 âm lịch. Nhóm thiện nguyện tùy duyên phát 150 phần quà tại làng Mù Vĩnh Châu Sóc Trăng. Mù Vĩnh Châu Sóc Trăng. Đây là cổng Quan Âm Phật Đài nha, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quan Âm Phật Đài thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nha. Đây, đoàn đi viếng nè các bạn. Lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 1 đến ngày 2 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 18-19 tháng 9 năm Quý Mão. Đây, cả đoàn tham quan. Các bạn nhìn thấy quen không? Đây. Này một khắc quà nè chị. Em nè thấy không? Đợt này em trốn em không ra chụp hình. Vậy hả? Trốn đó hả? Em đó. Trốn. Kỷ niệm ngày 18 tháng 9 âm lịch. Nhóm thiện nguyện tùy duyên phát 110 phần quà tại làng Mù Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nha. Đây là một số hình ảnh của lễ viếng Bồ Tát Quan Thế Âm ở Bạc Liêu nha các bạn. Chung tay phát 80 phần quà giao cho hộ nghèo ở xã Kiến An. Đẹp, ngon. Đẹp, ngon.
Rồi đây là phát quà cho 140 hộ nghèo vui xuân đón Tết nè. Rồi đây là kỷ niệm thả cá phóng sanh ngày 15 tháng 9 âm lịch. Chú Bảy, được biết quán cơm chay này của chú hả? Dạ. Vậy là đất nhà của chú luôn hả? Cái này mình mượn của người ta không ạ? Đất người ta làm. Mượn của người ta rồi xây dựng lên. Thì nhà trong này thì cô ta mua rồi ta cắt và để cho thực hiện. Phần ngoài cắt. Đây, phần ngoài mình đẩy đây. Mình cắt đẩy cơm đây. Còn phần trong này người ta cắt để thực hiện ha. Để cho Phật tử mình đến giếng phủ ông Ba rồi đi thả cá phóng sanh rồi ghé đây dừng chân nghỉ ngơi hả chú Bảy? Rồi còn cái quán cơm chay này thì chú đứng ra tổ chức. Vậy thì như là mỗi ngày đều có cơm chay hay sao chú? Không, nó có 4 ngày à. 4 ngày. 14 gần 29 30. 14 gần 29 30 là tại đây có đãi cơm chay miễn phí cho bà con mình. Ở đây chủ yếu 4 ngày này là bà con mình đi thả cá hay sao chú Bảy? Thả cá thì mình thả xuống ngày rằm. Ngày rằm. Hàng tháng kia thì không có, ngày kia thì để cơm. Rồi vậy là rằm nào cũng thả cá hết hả chú Bảy? Cái đường lộ phía trước này là tỉnh lộ nào vậy chú? Cái đường này nè, đường Phú Thọ 3. Đường về Phú Thọ 3. Phú Thọ 3. Cũng như đường liên xã vậy ha. Thì nhà chú là bên đây hả? Hả chú Bảy? Nhà chú là có làm chiên về làm màu khung nhôm hả? Làm khung nhôm. Vậy là có thể qua tham quan cơ sở của chú được không? Dạ được. Dạ rồi. Vậy là giờ mời bà con theo chân mình nha. Qua nhà của chú Bảy Vớt. Đây. Có tấm biển nhỏ nè các bạn. Bảy Vớt chiên làm khung nhôm. Đây, điện thoại 0366 980 38 398 nha các bạn. Đây, một cái tấm biển nhỏ. Rồi bây giờ mời các bạn theo chân mình vào tham quan nhà của chú Bảy Vớt nha. Đây, nhà chú Bảy. Đây, có những cái tấm biển rất là hay nha. Vì sự an toàn cho bản thân, yêu cầu quý cô bác không đeo vàng và những món đồ có giá trị khi đi lễ nha. Nam mô A Di Đà Phật. Thành thật cảm ơn. Đó. Đây là những cái tấm khuyến cáo rất là ý nghĩa nha. Đây. Người ta đối xử tệ với mình là nghiệp của họ. Mình đối xử tốt với họ là phước của mình. Đây. Những cái lời khuyên hết sức là ý nghĩa luôn nha. Đây. Và trước cửa nhà chú Ba thì có rất là nhiều cái tấm biển với những câu thơ mình thấy rất là hay và ý nghĩa nha. Đây, trước mặt nè. Vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề. Rồi, ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Rồi, khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, lúc bắt hồn mắt việc cũng đi. Đây. Rất là nhiều cái câu có nghĩa lắm nha. Phước nhỏ đừng bỏ, tội nhỏ đừng làm, giàu nghèo tại số, sướng khổ tại ta. Những cái câu nói rất là ý nghĩa nha. Thì đây, đây mời các bạn vào thăm nhà của chú Bảy nha. Đây. Có một cái tủ sắt rất là lớn nha. Bản đồ 10 pháp giới nè các bạn. Những bức tranh rất là ý nghĩa nha. Mình thấy rất là hấp dẫn bởi vì vào nhà chú trang trí rất là nhiều cái câu thơ rất là ý nghĩa luôn. Ao sen báo Tây Phương đua nở. Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Những câu thơ rất là hay luôn. Rồi.
bắt con cá lên. À, cái này mình xem YouTube á, có xem một clip YouTube về con cá tra bự này nè, vô nhà tự nó vô nhà nó ở luôn. Chú Bảy, cái này có xem YouTube là nhà của ai mà có cá nó vào ở đi chú Bảy. Không mà được rồi, ở Đàm Phiên ha. Dạ, dạ bây giờ còn không chú Bảy? Còn. À vẫn còn cá nó lội dưới vậy đó hả? Chưa đi coi dạ. Hả? Em chưa. Chưa chưa. Đây, đây là nhà chú có bán nhang luôn hả chú Bảy? Đây bán nhang luôn nha các bạn. Có mua nhang đến cúng mà phụ thờ ông ba. Đây cơ sở của chú nè, đây làm cái tấm biển điện tử luôn nha. Phụ thờ ba đem đặng cho ba. Đây phụ thờ ba đem đặng. Còn nhà chú mát quá, dài miên man luôn các bạn ơi. Bữa nay ra được phép chú Bảy. Đây ra phía sau luôn nha. Đây trời, phía sau có một căn nhà có gác luôn ha. Đây ở đây là mấy anh mấy chú nghỉ ngơi giờ giấc trưa để đợi thả cá. Dân giỏng nằm ở thấy thương không? Đây đây cơ sở của chú nè. Đây cơ sở sản xuất của chú Bảy nè. À, làm những cái khung nhôm. Làm hình nhôm đó. Để làm hình. Hình đó. Hình đó. Này, các bạn. Ừ. Hình cho người ta đó. Làm khung hình. Cơ sở sản xuất khung nhôm. Đây. Này mắt thấy tai nghe luôn nha các bạn. Sẵn dịp đi thả cá phóng xanh chung với các bạn thì tình cờ biết được một cơ sở làm khung nhôm mà làm tranh Phật ha. Đó, tranh Phật thì đây là quý Phật tử Đạo Hòa Hảo nha các bạn. Đó là làm tranh Phật là Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo nè. Đó, thì ai cũng biết ha. Đó thì đây là một cơ sở nói chung là cũng như là của Phật giáo Hòa Hảo sản xuất tranh Phật cho quý Phật tử Đạo Hòa Hảo đem về thờ trong gia đình của mình á. Ôi kế bên có một ao sen rất là mát mẻ luôn nha các bạn. Thôi gió mát từ ao sen này làm cho cả cái khu này trở nên mát mẻ luôn và thanh tịnh đó. Phía trước cũng có một ao sen lớn nữa kìa các bạn, phía trước cũng có ao sen nữa kìa. Thì các bạn thấy phía ngoài đường thì xe cộ rất là ồn ào náo nhiệt ha, cuộc sống tất bật. Nhưng mà khi các bạn bước vào bên trong này thì các bạn thấy một không gian rộng mênh mông. Ôi gió, có một cơn gió mát quá. Ôi, gió mát quá. Thấy một không gian mênh mông rộng lớn, xung quanh là những cái hồ sen đó, phía trước cũng là một hồ sen. Rồi vườn xoài đó. Rồi xoài có bông đợt Tết luôn nè. Đây cũng có nhà bếp nhỏ để cho các cái chú thợ nấu cơm ăn ha. Đó. Đây mát, gió mát quá. Nhờ có vườn cây cũng như những cái ao sen nên trong cái xưởng này thì rất là mát các bạn. Phía trên là có gác nữa nè. Chào chú. Dạ. Chú là thợ làm ở cơ sở của chú Bảy hả? Dạ lên đây làm được làm hình lễ tới nè. Dạ. Làm luôn ra bên lễ. À dạ, cho lễ tới đó ha. Dạ. Dạ. Cho Phật tử mình thỉnh về thờ dạ, ha. Thỉnh dạ. Về thờ. Dạ. Vậy là cái này mình làm để phục vụ phủ thờ ông ba hay là mình có ra thị trường không? Tổ đình. À tổ đình. Tổ đình mà nó phát về các chỗ đặt đặt cho mình đó. Làm ha. Dạ, dạ. Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo ha. Dạ, rồi đặt hàng, rồi mình mới làm theo đơn đặt hàng hay là sao chú? Cái này như đợt nào bệnh bên trung ương á. Dạ. Đã kêu làm thì mình làm như hình thầy bao nhiêu dạ. Của quyền, dạ. Bảo làm cho chọn bộ vậy đó. Dạ.
toàn bộ đặt hàng mình mới sản xuất ha, mới làm ha. Mới làm đem qua bản nặng mà thí. Dạ dạ. Vì bà con nào không có đem về thờ. Dạ, cũng như mình cúng dường luôn ha. Dạ, cúng dường luôn. Vì người nào có anh em ta có giúp lại trong dạ. Thì giúp. Giúp. Cũng như là nếu nói về kinh phí thì nói chung tự cơ sở là chủ yếu. Tự rồi bà con mình có đóng góp thêm chút đỉnh. Dạ. Dạ, bên anh em đặt đem cái số như hôm trên nọ đó. Dạ. Nói chung hùng là. Dạ. Bên trung ương nó đưa gì đây nè. Dạ. Làm rồi mình phát ra. Dạ, rồi nhân những cái ngày lễ thì mình đem đến chỗ mình giao qua bên tổ đình đó, chỗ trung ương á. Dạ. Làm xong thì mình giao bên tổ đình. Dạ. Để phát cho bà con Phật tử mình đem về thờ phượng ha. Dạ. Dạ. Nên là ở đây là sản xuất khung nhôm là làm theo đặt hàng của ở trung ương với lại đoạn đồ quét. Hành đứng. Dạ, dạ. Ý là con hỏi là mình có làm những cái tranh khác để bán ngoài thị trường không vậy? Không có ha. Dạ. Bển là kêu gì đây làm như có chỗ làm vậy đó. Dạ, đúng rồi. Anh em mới xuống lại làm. Dạ, xuống lại làm. Cũng như đây là cơ sở sản xuất riêng cho Phật giáo Hòa Hảo vậy đó. Dạ. Được sự chỉ đạo từ trên trung ương của Phật giáo Hòa Hảo đưa xuống cái hình ảnh nào nguyên một cái combo vậy đó ha. Dạ. Rồi mình mới sản xuất theo cái kích cỡ rồi theo cái hình ảnh quy định luôn. Ta cũng thờ hạ cấp già quá đó. Dạ. Hạ cấp xuống. Dạ. Làm cái bàn của Huyền Ngang. Dạ. Cho nó thấp xuống đằng nhị cấp á. Dạ. Người ta đứng đi bắt ghế lên dễ. Dạ, tranh là người ta đưa cho mình hả? Tranh là chỉnh người ta gửi về mình chỉ đóng khung nhôm thôi ha. Dạ, chỉ đóng khung nhôm thôi. Tranh thì ở trên trung ương đưa về các bạn kích cỡ có sẵn. Đó, theo cái quy định luôn. Ở đây thì mình chỉ đóng khung nhôm thôi. Đủ có 3 kiểu. Dạ. Một hình đứng mà áo dài. Rồi hình tóc ngắn của thầy. Đây, thì đây là cơ sở sản xuất khung nhôm cho Phật giáo Hòa Hảo các bạn. Đây là lần đầu tiên mình mới được biết đến. Dạ, cảm ơn chú đã cung cấp cái thông tin để cho chia sẻ với các bạn để hiểu thêm. Dạ. Tại nhiều khi mình thấy tranh này được thờ phượng trong gia đình của Phật tử đó. Dạ. Mình không biết là được sản xuất từ đâu. Dạ. Từ trung ương đi vậy đó. Dạ, từ trung ương. Các chỗ. 400 lẻ mấy bằng sự đó. Dạ, 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 đúng rồi. Thống nhất nên là tranh ảnh nó giống nhau luôn, dạ, kích cỡ hình ảnh luôn các bạn. Dạ, dạ. Hôm nay thì thờ Hòa Hảo sao ba ngôi đó. Dạ. Bằng Vũ Quyền rồi ngôi Đông Bảo với bằng Thiên. Dạ. Ba ngôi thôi. Dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Rồi chúc chú dạ đoàn ở Lấp Vò Đồng Tháp. Dạ. Rồi chúc chú luôn mạnh khỏe nha. Và tiếp tục cái công việc mà mình yêu mến. Dạ. Chú thấy ngày lớn tuổi thì làm cái này thấy khỏe lắm. Dạ. Vợ lâu lên đây làm ha. Dạ. Làm mình thấy vui ha, thấy thích, thấy khỏe thì mình làm cái công việc này ý nghĩa mà chú. Dạ. Dạ. Ba đội thì ở dưới mất chỗ dương muối cho. Dạ. Cho theo chùa chạy cơm. Dạ. Rồi qua ngày 13 rồi thì rảnh. Dạ. Làm hình thầy. Dạ. Quê chú ở đâu? Ở dưới chùa Cái Sáu á. Dạ. Chùa biết chùa Cái Sáu không? Dạ chắc con không biết nhưng mà cũng ở địa phương ở chợ mới ha. Chợ mới xã dạ. Trung xã luôn. Dạ. Mà nhưng khác ấp. Dạ, xã này là xã kia Kiến An ha. Xã Kiến An. Dạ. Khác ấp. Vậy cũng gần đấy chú. Dạ, ở cái xã này được hai cái chùa, chùa ông Ba với chùa Cái Sáu chứ đó. Dạ, chùa ông Ba với chùa Cái Sáu. Dạ. Dạ. Chiếc ghe sáu, chiếc ghe có cái sáu bổ. Dạ. Hồi đó ông cố đi quýnh giặt đó. Dạ. Cái ghe quýnh giặt. Quýnh giặt Pháp ha. Dạ. À, giặt Pháp. Rồi còn cái ghe sáu hồi dạ, xưa đó ha. Nên cái trở thành cái tên lưu truyền nên đặt cho cái chùa tên là chùa Ghe Sáu luôn ha. Dạ. Dạ hay quá. Chứ là chùa là chùa Ngũ Sơn Tự. Dạ. Người dân thường quen gọi gọi sáu bổn. Sáu bổn. Dạ. Hay quá các bạn ơi, bởi có đi nơi này nơi khác để mình hiểu thêm về cái cuộc sống cũng như là tôn giáo của người miền Tây mình nha. Đó. Thì hiện nay nhà nước mình cũng là tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Thành thử ra các cái đạo giáo ở Việt Nam đều được là bình đẳng phát triển. Đạo Phật, rồi đạo Cao Đài, rồi đạo Hòa Hảo.
đó. Ở miền Tây mình thì đặc biệt ở tỉnh An Giang thì Phật tử đạo Hòa Hảo thì khá là đông. Thì hôm nay mình đi thực tế tham quan thì mình mới được biết thêm một cái cơ sở làm tranh nhôm của Phật giáo Hòa Hảo các bạn. Đây, có trước mặt là có một cái tấm biển nè. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban trị sự trung ương, tiểu ban in ấn và phát hành luôn nha. À, đây là tiểu ban in ấn và phát hành cái tranh Phật của đạo Hòa Hảo. À, cơ sở đây là những cái khung. Giờ này là giờ nghỉ trưa à, nên là các anh em nghỉ trưa rồi đầu giờ chiều thì có thả cá phóng sanh. Thì vào ngày rằm 15 hàng tháng đó thì nơi đây có tổ chức thả cá phóng sanh ngoài sông Hậu, rất là đông nha các bạn, và nghe nói là đi chiếc ghe rất là lớn luôn ha. Thì đây là lần đầu tiên mình mới đi tham quan cũng như là để tìm hiểu về cuộc sống tâm linh như là tôn giáo của bà con mình ở miền Tây. Rồi chào chú, vậy cái cơ sở mà mình làm khung nhôm Phật này là từ bao nhiêu năm rồi chú? Mình làm đây thì cũng được cũng hơi lâu lâu rồi. Rằng, trước 2000 nữa gì đó. Trước 2000 ha, cũng lâu rồi ha. Thì rồi cũng làm mấy bà con này cũng sớm lại là tiếp thiện gì đó. Dạ, từ tiếp công rồi công sức. Rồi nguyên cái khu vực đất này là nhà của chú luôn ha. Đất nhà chú ha. Rồi rộng mênh mông quá. Rồi thay mặt bà con cảm ơn chú thật nhiều nha, cũng như cơ sở mình đã in ấn phục vụ cho bà con Phật tử có những cái khung hình rất là đẹp để thờ phượng trong gia đình. Rồi chúc chú luôn mạnh khỏe nha, để tiếp tục cái công việc thiện nguyện của mình. Rồi bây giờ chú Bảy đang chuẩn bị để hướng dẫn bà con xuống bến sông lên ghe để thả cá nha. Thì cứ rằm hàng tháng thì nơi đây có tổ chức phóng sanh, và bà con khi đến đây thì đều tập trung dừng nghỉ ở đây dùng cơm từ thiện, rồi sau đó thì phóng sanh thả cá. Đối diện là nhà của chú Bảy Vớt nha, và đây là tiệm cơm chay mà do chú đứng ra tổ chức, còn đây là căn nhà của một Phật tử thiện nguyện cho bà chân cho bà con mình nghỉ dừng chân gửi xe ở đây đó. Giờ làm chạm cuối nha, bà con ghé ăn bún chay xong rồi uống nước nghỉ ngơi rồi về đó nha các bạn. Đây là phần chạm cuối luôn nè. Về tới đâu rồi? Về giờ tới Dầm Cống, Lấp Giò, Đồng Tháp đó chị. Mà bây giờ dễ ở nha. Ai muốn không thuốc mà không có quen ai đâu. Chị muốn thì chị ở đây, chị muốn thì bị ăn nhưng mà không cho mình. Còn hốt thì ai hốt cũng được. Đến chú dặn ăn bún chay uống nước giải khát xong là về nhà nha. Một ngày thật là vui vẻ và ý nghĩa các bạn ơi. Trải nghiệm thực tế luôn. Hai mình đi trải nghiệm thực tế mắt tai tai nghe luôn nha. Sinh hoạt của bà con mình rất là vui luôn. Tạm biệt nhà chú Bảy Vớt chuyên làm khung nhôm. Tạm biệt cơ sở in ấn và phát hành khung tranh Phật giáo Hòa Hảo. Tạm biệt quán cơm chay nghĩa tình. Tạm biệt quý Phật tử thân thiện và hiếu khách.
tạm biệt các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.